Đến Đà Lạt mộng mơ du lịch, ngoài khách sạn, nhà nghỉ thì mô hình lưu trú homestay Đà Lạt nghỉ dưỡng cũng rất được yêu thích. Vậy nên trong bài viết này, chúng tôi hân hạnh muốn giới thiệu đến bạn tốt những homestay Hồ Tuyền Lâm view đẹp cực, xịn sò, cho ra đời những bức ảnh nghìn like đó nhé. Helsing House Homestay. Thiết kế hiện đại với những căn phòng sở hữu cửa kính lớn rất thích hợp để chill và sống ảo. Helsing House chính là homestay Hồ Tuyền Lâm được các cặp đôi ưu ái lựa chọn nhiều. Lối thiết kế tạo nên cảm giác yên bình, tao nhã. Ngoài ra, homestay gần Hồ Tuyền Lâm cũng có thể thuê nguyên căn nếu như bạn thực sự có nhu cầu. Tại đây, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới chợ Đà Lạt hay thiền viện Trúc Lâm. Romeo Juliet Dallas Homestay. Tiếp theo là một homestay view Hồ Tuyền Lâm có liên quan đến câu chuyện tình yêu kinh điển Romeo Juliet. Nơi đây sở hữu diện tích khá rộng với 5 phòng ngủ. Du khách yêu mến Romeo Juliet Homestay bởi có phong cách thiết kế hiện đại cùng view nhìn thẳng ra bờ hồ cực kỳ thơ mộng. Homestay đẹp Hồ Tuyền Lâm này có diện tích cực kỳ rộng lớn. Hơn hết, không gian xung quanh nơi đây lại được bao bọc bởi hoa cỏ và rừng thông rất thơ mộng. Đọc thêm, điểm mặt 15 view homestay phù luôn đẹp thơ mộng giữa trời xanh. Không gian phòng ngủ tại Romeo Juliet Homestay được thiết kế theo phong cách hiện đại cũng như vô cùng sang trọng. Ngoài ra, mỗi phòng ngủ còn có ban công sang chảnh đặc biệt thích hợp để sống ảo. El Aman Homestay Đà Lạt. Sở hữu vị trí đắc địa, đó là nằm ngay ở bên cạnh hồ, El Aman đang là cái tên chiếm được sự tin tưởng của nhiều du khách. Homestay ở Hồ Tuyền Lâm tọa lạc nằm ngay dưới chân một ngọn đồi và chỉ cách khu vực Hồ Tuyền Lâm chỉ khoảng vài phút đi bộ thôi nhé. So với những homestay thông thường khác, El Aman Homestay đem tới cho du khách một không gian nghỉ dưỡng vô cùng hoàn hảo với gam màu trắng hiện đại, nổi bật giữa những bạt ngàn của cây cỏ, hoa lá. Vườn Thương House. Là một homestay cạnh Hồ Tuyền Lâm, trong khu du lịch nổi tiếng, Vườn Thương House dễ dàng chiếm trọn được lòng yêu mến đối với rất nhiều du khách từng đến nơi đây. Không gian các phòng ngủ được thiết kế theo xu hướng cực hiện đại và nằm ngay trên mặt nước. Vị trí của homestay nằm cạnh Hồ Tuyền Lâm vô cùng độc đáo với lưng tựa rừng cây, mặt hướng thủy. Không gian xung quanh cũng vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. The Wilderness Homestay Đà Lạt. The Wilderness Homestay gây ấn tượng bởi style thiết kế ngôi nhà gỗ kiểu Vinta cổ. Với vị trí tọa lạc trên một đỉnh đồi, phía sau chính là Hồ Tuyền Lâm, trước mặt là rừng thông đại ngàn. Homestay này đã trở thành một trong những cái tên quen thuộc trong list các homestay Hồ Tuyền Lâm. Đọc thêm, review Lê Homestay, khám phá du thuyền Titanic giữa lòng Đà Lạt. Khung cảnh sơn thủy hữu tình, bình yên, mà không xô bồ, không vội vã, nơi đây còn được ưu ái ví von giống như một nấc thang lên thiên đường. Ngoài ra, phòng ngủ tại homestay mang phong cách Vinta tương đối nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp. Helles House Đà Lạt. Helles House sẽ là một lựa chọn tuyệt vời đối với những ai thích phong cách đơn giản mang hơi hướng cổ điển. Homestay Hồ Tuyền Lâm có vị trí ngay cạnh hồ mang đến cho du khách không gian yên tĩnh và nhẹ nhàng. Ngoài ra, homestay Helles House còn rất gần với các resort nổi tiếng khác như Sam Co, khu du lịch Tuyền Lâm hay thiền viện Trúc Lâm. Phòng ngủ với thiết kế với cửa kính hướng ra hồ sang chảnh và lãng mạn. Đặc biệt không gian tình tứ này nhất định sẽ vô cùng phù hợp dành cho các cặp đôi. Phong cách thiết kế này cũng vô cùng hoàn hảo để cho bạn sống ảo, giúp bạn có được những bức ảnh thơ mộng và tuyệt đẹp. Mặt homestay Đà Lạt. Nằm ngay chân đồi hướng mặt ra phía Hồ Tuyền Lâm, mặt homestay Đà Lạt là một homestay bên Hồ Tuyền Lâm biệt lập. Nơi đây mang trong mình một nét xa hoa của giới thượng lưu, nhưng vẫn không kém phần giản dị trong cách bài trí nội thất, tạo nên một không gian tinh tế, không kém sự lãng mạn. Đọc thêm, điểm danh 10, homestay Đại Lãi view đẹp, ấn tượng, giá cả yêu thương. Dallas Eden's Lake. Dallas Eden's Lake nổi tiếng là một khu du lịch sang trọng bậc nhất với những căn hồ Tuyền Lâm homestay cực đẹp. Các căn villa tại nơi homestay Hồ Tuyền Lâm này khá đa dạng và được thiết kế theo những kiểu phong cách khác nhau.
Với những căn 2-3 phòng ngủ sẽ có một thiết kế hình hộp cá tính, còn những căn bên hồ lối kiến trúc Pháp cổ điển. Tại đây, du khách có thể tự mình có thể nấu nướng hoặc đặt tiệc tại nhà hàng. Dallas Eden Place sở hữu thiết kế châu Âu rất sang trọng. Đặc biệt đó chính là view mặt hồ yên ả gợn sóng mênh mông gây nên ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với các du khách đã từng đến nơi đây. Vừa rồi là list 10 homestay hồ Tuyền Lâm cực xịn sò mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn được một homestay hồ Tuyền Lâm ưng ý và có một chuyến đi vui vẻ.